Mình đã đi xong cái hệ thống dây điện chính của cái hộp điện này đó, và mình đã label hết mấy cái cổng này đây. Đấy là chỉ cần nối dây vào đây thôi là sử dụng được. Thì bên này á, là mình có input cho cái solar này, rồi bên này là có input cho cái bình điện thứ hai nhá, rồi dưới này là cho cái inverter, còn bên này là cho cái bình điện từ xe hơi á vào đây, bình điện chính đấy. Còn đây là cái bluetooth. Rồi phía trước này á thì là cái power plug panel cho điện 240V. Hôm nay mình sẽ gắn cái hộp cầu chi tổng này, rồi sau đó sẽ gắn mấy cái USB charger đi qua cái cầu chi tổng này, và mấy cái này á mình tính gắn ở trước này để có gì mình lấy mình sạc cho tiện. Bây giờ á thì mình đã nối tạm mấy cái dây cho cái battery này rồi, mình sẽ nối vào đây, xong rồi mình sẽ thử cái hệ thống trước khi gắn vào xe để xem nó có hoạt động không và có gì trục trặc để cần xử lý không. Ở nơi bình điện thứ hai này á thì mình có hai cổng kết nối, đây mình đã làm tạm rồi. Và cổng kết nối này á thì mình gắn bằng cái đầu Edison plug này luôn để mình tháo vô tháo ra thì nó dễ dàng hơn. Thì hai cái này á, một cái mình sẽ gắn vào cái inverter để sử dụng cái điện 240V này, còn một cái còn lại á là mình sẽ gắn vào cái cổng cho bình điện thứ hai để cho cái bộ sạc ở trong này nó sạc cái bình điện thứ hai khi mà sử dụng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ để mình thử cái hệ thống 240V này xem nó có hoạt động nha. Ở đây mình có cái máy xay tiêu á, là cái công suất của cái máy này á là 270W. Đó, cái inverter của mình cao nhất là 2000W thì cái này á là dư xăng để mà sử dụng cho cái hệ thống này. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây để mình thử cho mọi người xem. Rồi, công tắc on nha. Đó, bây giờ thử này. Tắt này, đó, mọi người thấy chạy ngon lành không? Là bây giờ đồ điện sai ở nhà là sai thoải mái luôn. Mình thử một lần rồi này. Đấy, như vậy là mình đã test hệ thống này và nó hoạt động rất là tốt. Đó, bây giờ mình chỉ việc là gắn mấy cái accessory mà mình cần nữa, xong rồi mình đem ra xe, mình kết nối với cái bình điện chính của xe là xong. Để mình mở cho mọi người xem cái loại USB này là như thế nào ở trong nhá. Đây, người ta sẽ cho một cái cổng dây để kết nối này. Thì cái này á là có một cổng USB-A và một cái cổng USB Type-C. Thì cái loại này là cái loại sạc nhanh nhá. Mình mới khoan mấy cái lỗ này xong này. Hiện tại thì mình sẽ đủ đồ để gắn vô mấy cái lỗ này, nhưng mà mình tính rồi là phải khoan như thế này trước khi lắp lên xe, để sau này còn muốn lắp thêm á thì chỉ có đút cái này vào thôi là xong rồi đó, chứ không phải cần ngồi trên xe để khoan nữa. Cho nên là mình tính trước là bao nhiêu lỗ mình cần rồi, cho nên mình khoan mình làm luôn. Bây giờ nhìn có thể là được thẩm mỹ lắm, nhưng mà đến khi lắp mấy cái này vào á, đấy, lắp như thế này vào là quá đẹp luôn. Và mục đích mình làm nhiều lỗ như thế này là tại vì mình sử dụng rất là nhiều thiết bị khi mình đi cắm trại, thì như thế này á sẽ giúp cho mình cái việc là sạc đồ rất là dễ dàng luôn. Cho mọi người xem cái tủ điện mình mới hoàn thành xong này. Đó, đây là phần bên hông. Cái này là battery temperature sensor. Rồi đây là mấy cái cổng input. Đây là phía trước tủ nha mọi người. Đây, có chìa khóa mở ra. Đó, trong này là cái hệ thống điện của mình này. Đấy, thì ở đây á là có cái inverter, rồi bên này á là cái bộ xử lý sạc điện cho bình điện thứ hai, vậy là hệ thống solar thì sẽ đi vào đây. Rồi bên này á cái cầu chi ở giữa này, rồi mấy cái cổng USB ở đây. Đó, rồi bên này có một cái cổng output từ battery, sẽ có hai cổng Edison plug ở đây. Đó, mình chỉ cần label ở bên kia nữa là xong. Bước tiếp theo á là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xe, mình chạy đường điện từ cái bình điện chính của xe á, đi vào cái thùng này, xong kết nối lại là gần như là hoàn tất. Mình vừa kéo xong cái dây ở phía trước bình điện này, chạy thẳng vào trong xe luôn. Xe này thì khá là khó nhá, khá là khó. Để mình kiểm mình quay cho mọi người xem.
Đó, mọi người thấy cái đường dây mình đi vào không? Đó. Mình đi vào ở chỗ đấy cùng với đường dây của hệ thống điện trên xe luôn. Xong cái chạy ra đây. Đây. Dây hiện tại thì mình đang để đây thôi, chứ mình chưa kết nối. Đó. Một chút nữa mình sẽ cắt nó ra, xong cái cho cầu chì, xong rồi mình kết nối vào đây. Thì là có chuyện gì á thì cầu chì nó sẽ đứt trước. Đây, đây là cái loại cầu chì mình sẽ dùng. Làm cái này các bạn cứ đi cầu chì làm an toàn là không sao hết. Lúc đánh dây nhờ kẹo ra kiểm tra lại nó không bị tuột ra là ok. Rồi bây giờ cho cầu chì vào này. Đó. Cho vào đây. Xong đóng lại là ok. Rồi, như vậy là xong. Đó. Bây giờ mình chỉ cần tháo cái đầu này ra, xong cho cả cái dây đỏ này vào đây là ok. Khi mà các bạn làm việc với cái bình, dây bình điện thì nhớ cẩn thận, tại vì mấy cái này nhiều khi nó cứng á, nó bị gãy thì mất công. Mình đã gắn xong cả cái dây cực dương vào đây rồi. Còn cái dây cực ấm á, là mình sẽ gắn ở phía sau xe, gắn vào cái body của xe luôn. Nếu mà các bạn làm cái này ở nhà á, thì mình khuyên là các bạn nên mua mấy cái vỏ bọc cho cái dây điện như thế này này. Nhất là ở khu vực engine bay, nó sẽ an toàn hơn. Tại vì ở đây nó sẽ bị nóng á, mà chạy dây không như thế này á, là nó sẽ không tốt. Nhưng mà tại vì mình đi dây như thế này trước để mình chạy thử đã, rồi có gì mình sẽ gắn cái này vào sau. Thì mình khuyên các bạn là nhớ để ý tới vấn đề này nhá. Khu vực engine bay á, là như vậy là xong. Mình cần làm gì ở trước này nữa thì bây giờ mình sẽ đi ra sau, mình sẽ quay cho các bạn xem. Hiện tại ở sau này á, nó hơi ngổn ngang tí xíu tại vì mình đang làm giờ. Nhưng mà basically là nó sẽ như thế này. Thì cái tủ điện của mình ở đây, còn cái battery của mình sẽ nằm dưới này. Đây là cái kế mình build từ cái decking của mình. Tại vì mình muốn làm theo cái dạng budget build, cho nên là có cái gì mình sai cái đó. Chứ vấn đề thẩm mỹ thì sẽ không được đánh giá trong cái project này nhá. Còn nếu mà đúng á, là mình sẽ mua flyboard, mình đóng đàng hoàng xong rồi mình ốp mấy cái vật liệu như thế này, như cái thảm này vào cho nó đẹp. Nhưng mà tại vì cái xe này là tạm thời, cho nên mình chỉ build budget build thôi, để đủ sử dụng thôi. Đó. Thì cái dây mà lúc trước á, mà mình chạy ở nơi engine á, là mình luôn ra như thế này. Đó. Thì một dây cực dương và một dây cực âm. Cái dây cực âm á, là mình vặn thẳng vào cái chassis của xe luôn. Rồi á, mình gắn vào theo cái đầu là Edison plug này. Thì khi mà cái xe này mình muốn xài ở trên xe này nữa, mình muốn chuyển qua xe khác mình xài á, thì mình chỉ việc là tháo cái này ra, remove cái này thôi, và mình bưng nguyên cái hệ thống của mình đi ra, gắn vào xe khác là xong. Còn cái dây này có thể để lại đây cho cái người khác, người ta muốn sử dụng thì sử dụng, chứ không ảnh hưởng gì cả. Còn muốn an toàn hơn nữa, mình sẽ tháo cái cầu chì ở phía trước cái engine bay ra, là coi như là hai cái dây này là useless, không có bị ảnh hưởng gì luôn. Rồi còn mình ring nguyên cái hệ thống này của mình ra rất là dễ dàng, chỉ cần vài con ốc là tháo ra được rồi. Đó. Hoặc là khi các bạn đi xe có bị vấn đề gì á, bị chập điện, vấn đề bị chập điện đôi khi nó có thể xảy ra, thì cũng như vậy, các bạn chỉ cần tháo cái dây tổng từ cái xe là xong. Nó separate với cái bộ này, nó không ảnh hưởng gì hết luôn. Rồi các bạn có thể check từ từ. Như các bạn đã xem trong video á, thì bên này là mấy cái cổng input của mình. Mình vừa kết nối xong những cái dây điện chính vào đây rồi. Đó, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem này. Cái dây này á là dây từ bình điện thứ hai vào. Còn dây này là dây từ bình điện thứ nhất ở đằng trước xe mà lúc này mình đi dây điện vào á. Rồi còn đây là từ bình điện thứ hai đi vào cái inverter để mà sử dụng cho cái hệ thống điện 240V điện nhà của mình á. Thì cái inverter này của mình là 2000W nhá. Thì như mọi người đã thấy này, là đây là mấy cái USB á, là bây giờ đã hoạt động được rồi. Có báo voltage ở đây là 12.7, 12.8V này. Đó, thì cái loại USB này của mình là loại sạc nhanh nhá, là vừa sạc được USB Type-C và USB bình thường 3.0. Đó, rất là tiện luôn. Mình khá là ưng ý. Bây giờ dưới này mình chỉ cần á, là đợi mấy cái charger này đi về nữa, xong mình gắn vào qua cái cầu chì tổng của mình là xong, chứ không cần phải làm gì mấy charger nữa. Thì mình khá happy. Mặc dù bây giờ nhìn là rất là xấu khi mà chưa có mấy cái này vào, nhưng mà khi mà lắp xong xuôi hết rồi á, là nhìn là chất lượng luôn. Bây giờ cái phần chính á, là xong xuôi rồi. Và thích cái là có chìa khóa, đó, xong xuôi, ngài đụng vào được. Tương lai mình tính là mình sẽ để một cái chữa cháy á, ở đâu gần đây, để có gì á, mình sẽ dùng cái đó liền để mà dập lửa luôn.
mình sẽ nhờ vợ mình thử đề xe ở phía trước để xem là cái bình điện của xe, cái hệ thống sạc của xe có sạc cho cái bình điện thứ hai ở sau này không nhá. Nếu mà sạc được á là cái đèn đầu tiên này này là phải đỏ lên. Rồi, để bây giờ thử đề này. Rồi, đèn bây giờ đã lên nha mọi người. Đó. Như vậy á là hệ thống này là hoạt động tốt này. Không có vấn đề gì trục trặc. Chỉ cần test thêm một cái nữa là cái solar nữa là xong. Gắn cái cover vào cho đẹp. Đấy. Nhìn rất là ra gì và này nọ. Mê. Đấy. Ngon lành cánh đào. Mua hẳn cái bộ này màu đen nha mọi người, cho nó đẹp. Nó có màu trắng á, rẻ hơn tí xíu nhưng mà mình ưng màu đen, mình mua màu đen cho đẹp. Nếu đúng ra mà mình mà có thời gian mà plan ngay từ đầu á thì mình đã powder coat cái bộ này. Khoan như thế này xong rồi powder coat bộ này màu đen là nhìn nó cũng hợp lý. Nhưng mà thôi kệ, coi như budget build. Bây giờ đi powder coat thì cũng tốn tiền, thì mình cũng muốn add thêm vào cái danh sách này. Bây giờ mình sẽ thử cái hệ thống sạc dây điện thoại, các accessory mình hay xài. Thì cái này mình sẽ xài thử cái USB-C nhá. Ok. Để sạc điện thoại mình. Rồi, ốp vào nhá. hợp lý. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái dây bình thường. Dây USB bình thường. Cảm ơn. Sạc liền. Ngon lành cánh đào luôn. Quá đỉnh. Thì á như thế này á, vài bữa mình đi cắm trại là mình sạc máy ảnh này, sạc pin máy ảnh này, sạc microphone của mình này, sạc điện thoại, sạc những cái đèn cắm trại á là quá dễ dàng. Mình cần phải carry mấy cái pin mà như của Makita mà mình cũng xài tới nữa là nó rất là dễ dàng, mình sẽ hạn chế được rất là nhiều đồ luôn á. Rất là vui, rất là happy về cái hệ thống này của mình làm ra. Đó, nó vừa tiết kiệm được tiền mà vừa tối ưu hóa cái khả năng sử dụng của cái hệ thống này của mình. Giờ mình quay cái điện thoại của mình ấy, hiện tại là not charging nhá. Rồi trong kia cả cái đèn của cái alternator á, là nó chưa sáng lên này. Bây giờ để vợ mình đề xe lên này. Rồi, cái đèn của cái alternator á, là sáng lên rồi này. Nè, thấy chưa? Đang sạc này. Đó, là máy báo này. Là từ engine này, là sạc cho cái starter của xe này. Xong cái đi qua cái hệ thống này của mình á, là hệ thống xử lý này. Để sạc cho cái bình điện thứ hai này. Thì hiện tại á, là voltage tăng lên là 14.7. Thay vì như ban đầu á, là 12.7 nhá. Thì hiện tại á, xe mình đang sạc cho cái bình điện chính của xe á, là 9.7 ampere. Còn sạc cho cái bình điện thứ hai của mình, bình này này, bình nhỏ á, là 9A nhá. Rồi, đây là cái nhiệt độ của cái bình điện này, là 17 độ C. Sau khi mình gắn xong cái hệ thống điện ở trên xe, kết nối với bình điện chính của xe á, thì bước tiếp theo, mình sẽ đập hộp cả cái hệ thống solar panel này cho mọi người xem. Và mình sẽ kiếm cách mình gắn lên trên cái trần xe của mình. Thì loại này của mình á, là có đi kèm cả cái túi để mà vận chuyển luôn. Nhìn thì coi bộ là heavy duty đấy. Cho mọi người xem này, đây là cái túi đựng panel của mình. Mình sẽ mở ra. Túi này khá dày dặn nhá. Và cái panel này á, là cái khung màu đen luôn. Đúng là mình ưng luôn. Đây là tấm solar panel nha mọi người. Đây. Đây là ở sau cái panel này. Đó. Thì bộ solar này á là nó đã đi kèm với cái controller và có sẵn cái cuộn dây là cỡ khoảng 5 mét để các bạn kẹp vào cái bình điện. Mình thì có lẽ mình sẽ cắt cái này và mình gắn lại thành cái đầu mà Edison plug để mình connect vào cái hệ thống của mình cho nó dễ dàng và nó sẽ an toàn hơn. Tại vì kẹp cái này á thì nó sẽ được chắc chắn, có thể nó sẽ bị tuột ra, nguy hiểm. Cái bộ điều khiển này á là đã có hai cái cổng sạc USB và loại này á là cái sạc của nó là tới 8A nhá, là sẽ 8A sẽ sạc cho cái bình điện. Đấy. Bây giờ gấp lại này. Khá gọn gàng, nhưng mà điểm trừ một cái là mình nghĩ do cái này kỳ công nghệ cũ á, cho nên là nó khá nặng, 18 kg cho cái panel này. Đấy.
khả năng đấy. Thì để mình coi là xem xét coi làm sao mình để cái panel này lên trên xe nhá. Xin chào mọi người, thì hôm nay á là mình đã hoàn thành xong cái tủ điện của mình rồi. Đó, mọi thứ xong xuôi. Mấy cái ổ USB á là nó cũng về và mình đã lắp đặt xong rồi. Thì mình có để ở đây cả cái đèn sensor để mà buổi tối á có cần gì thì nó sẽ tự sáng. À, thấy chưa? Đấy, đèn này là sáng theo motion sensor luôn. Thì tất cả ở đây á là đều là USB sạc. Thì có hai cái cổng này là cho mấy cái mà secret plug á. Đó, thì có thể gắn vào đây như cái này này. Đó, có thể gắn vào đây để xài luôn. Ví dụ như mấy cái bơm nước hoặc là mấy vật dụng điện khác. Thì trong này á, mình có thêm một cái quạt làm mát nữa cho những cái ngày nóng á. Nếu mà nóng quá thì mình sẽ cho cái quạt này chạy. Nhưng mà tương lai á, mình sẽ làm cái ống tắc để mở ở ngoài cho tiện hơn. Đó. Hiện tại thì nó hoạt động như vậy. Đó, quạt này thì nó đẩy hơi nóng ra. Ở trong này rất là nhanh luôn. Đó, tại vì hai cái bộ này có thể trong này nó sẽ nóng. Đấy. Thì hiện tại mình sẽ tắt cái này đi cho nó đỡ ồn. Mình có chạy thử cái này nguyên một đêm luôn. Nó không tốn bao nhiêu điện hết đó. Đó, là chạy kiểu 24/7 luôn á. Là không tốn bao nhiêu điện cả. Thì bên này á là mình có cái này mình cho mọi người xem này. Hiện tại á là hệ thống là đang solar vẫn đang hoạt động nhá. Khi mà hệ thống solar hoạt động á thì cái đèn này nó sẽ đỏ lên. Bây giờ mình sẽ mở cái app cho mọi người xem coi hệ thống solar nó vào được bao nhiêu nhá. Thì hiện tại á là buổi xế chiều tối là bây giờ này. Bây giờ là 8 giờ kém rồi này. Đó. Nhưng mà tại ở Úc giờ này mùa hè cho nên là trời vẫn còn sáng. Thì solar hút vào á là chỉ có 0.3 em thôi. Đó. Nhưng mà trời như thế này nha, xế chiều, xế tối rồi. Đó, mà nó vẫn vô được điện này. Nó không nhiều nhưng mà nó vẫn vào được. Thì mình có thêm một cái thiết bị nữa là mình mua sau này để mà track cả cái battery, cái sử dụng là bao nhiêu phần trăm. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn. Cái bộ này này là cái bộ để mà mình kiểm soát, gọi là battery monitor á, là để kiểm soát xem cái pin điện thứ hai á nó còn bao nhiêu phần trăm và xe có đang sạc vào đây không, hay là solar có đang sạc vào đây không. Hiện tại á là cái pin điện thứ hai á ở phía sau á là đang có 95% này. Đó, cái pin điện đó là 120 em, hiện tại á đang là 113 em. Đó, và sạc vào đấy á, cái này là nó sẽ báo chính xác hơn, là hiện tại đang sạc vào á là 11 em. Khi mà các bạn để xe á nó sẽ sáng hoa như vậy. Nếu mà các bạn muốn tiết kiệm pin á, thường mấy cái này thì nó cũng tốn pin bao nhiêu, nhưng mà muốn tiết kiệm hơn á thì giảm xuống số 0 là đèn là tắt, để khi mà cần thấy á thì tăng lên. Đó, số 8 là cao nhất. Và hiện tại nó đang báo là cái pin đang 95%. Yeah. Còn trên chân xe này này là cái hệ thống solar. Đó. Thì mình có làm cái bracket này để giữ ở trên cái rail cái rút của mình á. Rồi mình có thêm hai cái sợi dây strap nữa buộc vào cho nó chắc. Và khi mà mình tới chỗ cắm trại á, mình cần á thì mình có thể tháo cái bộ này ra để mình để cái solar ở nơi cái chỗ nắng. Và còn xe mình thì đổ trong cái chỗ gym nhá. Thì trên này á mình cũng gắn một cái bộ dây Edison plug để có thể tháo vô tháo ra. Lúc mà tháo cái này rơi khỏi xe á thì mình có thể tháo vô tháo ra dễ dàng và gắn dễ dàng. Thì cái này tháo ra này, xong rồi nối với cái dây extension ở phía dưới, chứ không cần tháo cái này ra. Đó, thì dây này á mình luôn vào trong xe, dây solar á, từ trên trần đi vô trong xe xong đi xuống đây này. Đó, xong vô cái hệ thống bằng điện ở bên này là xong. Khi làm một cái hệ thống điện này á, để muốn hoàn thành á là phải có thêm một cái bộ sạc bình điện nữa, là cái bộ như thế này. Đó, mà mình mua loại này á là có cái cổng Edison plug để đi theo cái thiết kế của mình luôn, là làm xong xuôi mọi thứ hoạt động rồi á, để mà setup cho cái battery monitor kia mà chính xác á là mình phải sạc cho cái bình điện thứ hai này đầy 100% luôn. Đó, thì cần phải có cái bộ sạc điện này. Thì cái này của mình rất là dễ. Mình đã nối cái cổng thì mình chỉ cần plug vào đây. Đó, như vậy. Xong cái này gắn vô cái điện nhà của mình là sạc cho nó qua một đêm. Là trong này á nó vừa sạc nó vừa maintenance cái bình điện cho mình luôn. Thì khi nó báo full rồi á, mình sẽ lên cái bảng điều khiển mà battery monitor á, mình setup là cái battery đã đầy 100%. Thì như vậy á, những lần tới á mình sạc bao nhiêu, sạc bao nhiêu nó sẽ báo chính xác 100% luôn. Đó, thì cái này á rất là tiện.
Và cái bộ này á có thể sạc được pin lithium nữa đó. Tại vì có những cái loại lắng sạc được pin lithium thì cái này có thể sạc và maintenance được. Vậy là xong. Đây là hoàn thiện cái hệ thống mà điện năng lượng mặt trời này, second battery của cái xe của tụi mình để dành cho đi cắm trại. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YK Adventure. Nếu mọi người xem video mà có những cái câu hỏi gì hay là có những cái sản phẩm gì liên quan tới cái vấn đề mà làm hệ thống solar second battery này thì nhớ thả ở dưới bình luận để mình biết, mình theo dõi rồi mình trả lời cho mọi người xem nhá. Mọi người xem video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình và nhớ ấn chuông theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.